Mới về à? À, tao về được mấy ngày rồi. Về sao không báo tao? À, mấy hôm nay có việc bận một chút. Với lại bây giờ chúng ta gặp nhau rồi còn gì. Ý của mày là tao xếp sau công việc của mày đúng không? Đâu, tao đâu có ý đấy đâu. Tao bận thật mà. Thôi, tao đùa đấy. Lâu lắm anh em mình không gặp rồi. Đi ăn với tao đi. À, thế cũng được. Đi, đi, đi. Đưa tao cái mũ luôn. Đến rồi. Ờ. Quán thằng Đạt. Chưa học cùng cả anh em mình đấy. Đạt fit á? Ờ. Ờ, còn to thế nhá. Đưa mũ đây, tao lên cất xe nhá. Vào trước đi. Đạt ơi. Là mày à? Ờ, tao Đức đây. Mà chúc mừng mày nhá. Cửa hàng to thật đấy. Không có gì. Tao mở cũng được lâu rồi. Sắp tới tao có được nhận một khoản đầu tư lớn từ công ty FM. Lúc đấy tao sẽ mở một chuỗi nhà hàng xuyên suốt cái tỉnh này luôn. Ừ. À, chuyện lần trước thằng Điệp nói với tao ấy, tao nghĩ kỹ rồi. Bạn bè với nhau, lúc mà gặp khó khăn mà tao không giúp mày ấy, cũng kỳ lắm. Bây giờ thế này đi. Quán tao đang thiếu chân trong xe. Mày lên đây làm với tao. Mỗi tháng tao trả cho mày thêm 200.000 so với bình thường. Được chứ? À, thôi, tao không cần đâu. Cảm ơn mày nhá. Sao thế? Sĩ diện à? Một thằng thất nghiệp về quê như mày có công ăn việc làm mà tốt lắm rồi đấy. Nể tình bạn bè, tao mới nhận mày. Chứ người khác ấy còn lâu. Ôi, tao cảm ơn mày. À, thôi, tao xin phép tao đi đây. Ơ, à, sao đấy? Dạo ra ngoài này. Ờ, à, quán này người ta hết bàn rồi. Mình đi quán khác đi. Sao hết được nhỉ? Thôi, đi vào quán ngoài thị trấn đi. Đợi tao lấy xe ạ. Alo, tôi đây. Ông đang ở đâu thế? À, tôi đang ở nhà đây. Ủa rồi, ở nhà làm gì? Chiều nay mấy đứa lớp mình tổ chức liên hoan mừng thằng Hoàng. Nó vừa lên chức giám đốc chi nhánh. Ông qua cho vui nhá. Ờ, à, tôi... Tôi bảo với nó rồi. Có gì ông chủ động qua nhá. Tôi đi mua ít đồ. Ok. Chào. Chào bạn. Chúc mừng bạn nhá. Vừa lên được chức giám đốc, vừa mua được xe mới, nhà đẹp vợ xinh, nhất bạn rồi đấy. Làm sao mà bằng bạn được chứ? Bạn là chủ của một công ty, lại còn lấy được Huyền, hot girl cùng lớp nữa chứ. Nói thật với bạn ấy, đợt này công ty của tôi gặp khó khăn một chút. Công ty của đối tác vừa hủy hợp đồng với công ty của tôi. Tôi biết cả rồi, nhưng mà bạn yên tâm đi. Giờ tôi đã là giám đốc của một chi nhánh. Tôi sẽ tạo điều kiện để cho chúng ta hợp tác. Thua keo này thì ta bày keo khác bạn ơi. Bạn nói thế thì tôi cảm ơn bạn nhiều lắm. Hoặc là thế mà luôn giúp đỡ chúng ta. Cảm ơn cậu nhá. Thôi, giờ chúng ta vào nhà đi. Hôm nay chúng ta phải nhậu một bữa đã đời. Được, đi thôi. Xin mời. Tuấn,
Công việc dạo này sao rồi? À, cũng bình thường thôi. Chuẩn bị mua trần rồi. Xin lỗi nhá, đến hơi muộn tí. Không muộn đâu bạn ơi, bạn vào đi. Chào mọi người. Ai đây? Chẳng phải là Đức giáo sư sao? Mới về à? À, tôi về được mấy hôm rồi. Nghe mọi người nói nhiều về ông ấy, tôi không tin. Nhưng mà hôm nay tận mắt nhìn thấy ấy, thì tôi tin thật rồi đấy. Đấy, tôi bảo rồi mà, giờ nó nát nước tương. Đúng là xấu mặt hay chữ bạn bè. Giờ anh em mình thành công, còn nó thì thế kia. Đúng là mất mặt quá. Này, công thôi được rồi đấy. Nếu mọi người không muốn sự xuất hiện của tôi thì tôi xin phép. Thôi, đã đến đây rồi ấy thì ở lại đi. Lâu rồi mình không gặp, chúng ta làm vài ly. Anh ơi, em làm đồ ăn xong hết rồi. Còn con gà nướng em không biết làm. Thế à? Đấy, tôi bảo ông rồi, ra quán tôi thì bọn ông không nghe, được phục vụ tận răng. Tôi biết, giờ ông là chủ một cái nhà hàng to nhất nhì cái thị trấn này. Nhưng mà hôm nay là buổi anh em gặp mặt, để cho nó ấm cúng và vui vẻ. Có cái gì ăn cái đấy, có phải vui không? Hoàng nói đúng đấy, ăn ở nhà Hoàng ấy vẫn thoải mái hơn mà. Nhờ. Nhưng bây giờ con gà tính sao? Đức, ông đi nướng gà đi. Tôi... Giờ ở đây ấy, ai cũng là ông nọ bà kia. Có mỗi ông là thằng kém cỏi nhất. Ông đi nướng gà đi chứ còn gì nữa. Tôi nói cho ông biết chứ, ông mà nướng ngon, có khi tôi lại xin cho một chân phụ bếp ở nhà hàng của thằng Đạt. Có phải hay không? Nó qua chỗ tôi xin rồi, nhưng bảo là bảo vệ trong xe thì không nghe. Tôi nói ông nghe này, việc gì mà chả là việc. Bọn tôi giỏi ấy, thì bọn tôi làm chủ, làm quản lý. Còn ông kém cỏi, ông làm công nhân, nhân viên. Xã hội nó đã phân cấp hết rồi, ông phải chấp nhận chứ. Đúng rồi đấy, nướng gà bẩn lắm, nó chỉ phù hợp với ông thôi. Công thôi đi, toàn bạn bè với nhau, sao các ông lại nói như thế? Đức à, tôi xin lỗi nhá, tự nhiên lại kéo ông đến đây. Thôi không sao đâu. Được rồi, để tôi nướng gà cho. Mọi người chờ một chút nhá. Nướng gà đúng phải rồi. Chứ ai lại để chủ tịch như anh em mình xuống nướng gà. Vào, ngồi đi. Chúng ta cạn ly nhá. Dạ. Rồi. Đức này, tình cảm của chúng ta ấy là tình bạn bè cũ, nhưng mà cũng rất nhiều sâu nặng. Tôi mời bạn chén này, bạn phải uống hết đấy nhá. Ừ. Được rồi, tôi cảm ơn. Đức à, tôi cũng mời bạn một ly. Bạn uống đi. Bạn Hiền, tôi cũng mời bạn một chén. Bạn nể mặt tôi chứ? Tôi xin lỗi, tôi không uống được nữa, tôi đến tầm của tôi rồi. Vậy là ông cũng nể mặt tôi rồi. Bạn nghĩ bạn vẫn là chủ tịch một công ty lớn à?
bạn sống với thực tế đi. Bây giờ bạn chỉ là một thằng thất nghiệp, nghèo hèn. Bạn hiểu không? Bạn không uống là bạn không biết điều rồi đấy. Ô, Tạt, mày điên à? Màu à, mày nhỏ tiếng thôi. Giờ nó đã như thế kia, mày còn bênh nó à? Mà mày nên nhớ ấy, mày đang là nhân viên của tao đấy. Nói thế, hôm nay tôi thật có phúc nhờ được ngồi uống rượu với những người thành đạt. Hoàng đang làm giám đốc công ty chi nhánh, Tân với Huyền đều có công ty riêng, còn Đạt có một nhà hàng thật to ở thị trấn. Chúc mừng các người nhá. Nhưng mà kịch hay đang ở phía trước đấy. Với loại người như mày ấy, thì lấy gì ra mà diễn. Hôm nay mày được ngồi đây thì là phúc của mày rồi đấy. Xem ra rượu hôm nay không thể không uống rồi. Chén rượu này tôi mời mọi người. Từ bây giờ chúng ta không còn là bạn bè nữa rồi. Thế mày nghĩ bọn tao đây muốn làm bạn với mày à? Đến nước này tôi cũng không muốn giấu gì nữa. Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Alo. Thưa chủ tịch, em nghe đây ạ. Số tiền của công ty chúng ta đầu tư vào nhà hàng Đạt Fit để mở chuỗi, rút hết lại cho tôi nhá. Dạ vâng ạ. Đồng thời sa thải giám đốc chi nhánh công ty của chúng ta ở Hưng Long ngay lập tức. Cái gì mà sa thải? Cái gì mà rút vốn? Mày bị ngáo à Đức? Alo, chị ạ, em nghe đây. Từ ngày mai, anh đã bị sa thải. Cái gì ạ? Sao lại sa thải ạ? Đúng vậy. Chị có nhầm lẫn gì không? Em vừa mới được nhận chức thôi mà. Đó là quyết định của chủ tịch. Chào anh. Alo. Ông, rốt cuộc ông là ai? Tại sao vốn đầu tư về chỗ nhà của tôi lại bị chấm dứt? Tôi là ai không quan trọng. Tôi vẫn là thằng Đức giáo sư của ngày xưa. Chỉ có các người là khác thôi. Các người không quan trọng tình cảm bạn bè, chỉ vì địa vị và đồng tiền mà khinh thường người khác. Tôi làm việc này để cho các người sáng mắt ra. Các người có biết cái chức giám đốc chi nhánh của Hoàng, nhà hàng của Đạt, rồi công ty con của Tân từ đâu mà có không? Tôi nói thật cho các người biết, công ty của tôi vẫn hoạt động bình thường. Tôi tạo ra màn kịch phá sản này là muốn thử lòng các người thôi. Nhưng không ngờ hôm nay tôi đã biết được tất cả rồi. Hoàng, tôi tưởng ông mời tôi đến liên hoan thế nào, hóa ra chỉ là muốn sức phạm thôi. Còn Đạt luôn đem tôi ra làm trò cười và không ngừng sức phạm. Còn Tân, ông có nhớ hôm trước công ty của ông bị hủy hợp đồng không? Đó chính là quyết định của tôi đấy. Đức à, tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Chúng tôi có mắt như mù. Ông tha lỗi cho bọn tôi nhá. Bây giờ mới thấy sai rồi à? Đức, ông để tình bạn bè. Ông cho chúng tôi cơ hội đi. Được rồi, tôi cho ông cơ hội. Tôi đếm từ 1 đến 3. Ông hất chén rượu này vào mặt tôi đi. 1, 2, 3. Cơ hội của ông đi qua rồi đấy.
Ông không dám làm à? Đúng rồi đấy Đức. Cái xe của tôi cũng là vay mượn, trả góp. Giờ mà cách trước tôi thì tôi chết mất. Ông cho bọn tôi cơ hội đi. Đúng rồi đấy, ông cho bọn tôi cơ hội đi. Tôi hỏi các người, chén rượu đổ đi rồi thì có lấy lại được không? Tôi nói cho các người một câu, sống ở trên đời đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Làm người phải chừa một lối đi. Các người đừng vì một chút địa vị, tiền bạc mà sống tuyệt tình. Đừng bao giờ coi thường người khác. Xem tập phim vừa rồi cũng như là đồng hành cùng FM trong thời gian qua, mình cũng cảm ơn công ty Kohino cùng với nhãn hàng Zig Hair đã tài trợ cho bọn mình tập phim này. Đây là một sản phẩm chăm sóc tóc rất là tốt và cung cấp cho mình năng dưỡng chất, dưỡng tóc làm chúng ta sẽ giảm cái dụng tóc này, và làm giúp tóc khỏe mạnh hơn. Thì sản phẩm này có giá là 980.000. Bạn nào mà muốn mua thì có thể lên trang web của Kohino cũng như là fanpage của Kohino để mua nhé. Sắp tới thì bọn mình sẽ vẫn tiếp tục hai series, đấy là Tuổi Thanh Xuân và Bây Giờ Sinh Viên, cũng như là Bạn Công Sở. Đây là hai bộ phim bọn mình sẽ xác định làm lâu dài khi mà theo cái lối hài hước. Thì hy vọng các bạn ủng hộ mình nhiều hơn nhá. Nếu các bạn thích series phim này thì hãy cho mình một lượt đăng ký, một lượt share, một lượt chia sẻ nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.